Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mới đây ngày 7 tháng 5 năm 2020, trên tạp chí Thiên Văn, các nhà khoa học đã công bố phát hiện một ngoại hành tinh nằm trên quỹ đạo dầu trái đất. Điều đặc biệt, ngoại hành tinh này không phải được phát hiện bằng phương pháp thông thường, mà nó được phát hiện bằng phương pháp vi sóng hấp dẫn. Vậy hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh này. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Ngoại hành tinh hay còn được hiểu là hành tinh ngoài hệ mặt trời. Đây là những thiên thể luôn được các nhà khoa học lưu tâm đến. Thông thường, các ngoại hành tinh nằm ở một khoảng cách rất xa trái đất. Những ngoại hành tinh gần trái đất nhất cũng có khoảng cách hàng năm ánh sáng. Còn với những ngoại hành tinh ở xa, chúng cách trái đất đến hàng chục nghìn năm ánh sáng. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học bỏ rất nhiều công sức của mình cho việc tìm kiếm các ngoại hành tinh xa xôi này. Mục đích chính của các nhà khoa học là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Để thực hiện những kế hoạch tìm kiếm này, các nhà khoa học đã xây dựng và đưa vào hoạt động rất nhiều các kính viễn vọng không gian, kính thiên văn mặt đất cùng với những thuật toán phức tạp nhằm tìm kiếm các ngoại hành tinh xa xôi. Và mới đây, ngày 7 tháng 5 năm 2020, một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Thiên Văn. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một ngoại hành tinh rất đặc biệt, được họ đặt với một chuỗi ký tự rất khó nhớ, đó là hành tinh OGLE-2018-BLG-0677LB. Sở dĩ nó có một cái tên dài như vậy bởi vì ngoại hành tinh được phát hiện xoay quanh ngôi sao chủ OGLE-2018-BLG-0677 được các nhà khoa học phát hiện vào năm 2018. Qua nghiên cứu sơ bộ ban đầu, ngoại hành tinh có khối lượng gấp khoảng 3,96 lần khối lượng của trái đất. Nó nằm đâu đó gần trung tâm của thiên hà Milky Way của chúng ta, cách trái đất 24.723 năm ánh sáng. Điều đặc biệt của ngoại hành tinh này là dường như nó nằm ở một quỹ đạo tương đồng với trái đất. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó nằm cách ngôi sao chủ một khoảng cách đâu đó giữa kim tinh và trái đất, tức từ 0,7 đến 1 đơn vị thiên văn AU. Đây cũng được coi là những ngoại hành tinh có khoảng cách khá xa ngôi sao chủ, bởi vì như các bạn đã biết, thông thường các ngoại hành tinh được phát hiện chúng rất gần sao chủ, và phần lớn các ngoại hành tinh bị sao chủ khóa thủy triều. Nhưng với ngoại hành tinh mới được phát hiện này, có lẽ ở khoảng cách như vậy, nó chắc chắn không bị khóa thủy triều bởi sao chủ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng những phép đo tính toán quỹ đạo của ngoại hành tinh này. Theo đó, ngoại hành tinh có một chu kỳ quỹ đạo khá chậm, nó mất 617 ngày để hoàn thành một vòng quanh sao chủ. Điều này có nghĩa, một năm trên ngoại hành tinh này tương đương 617 ngày trái đất, tức khoảng 1,7 năm trên trái đất. Và ngoại hành tinh mới được phát hiện này được các nhà khoa học định nghĩa là một siêu trái đất, tức đây là một hành tinh đất đá có kích thước và khối lượng lớn hơn nhiều lần trái đất của chúng ta. Nếu con người có thể di chuyển đến thăm ngoại hành tinh này, chúng ta có thể đặt chân lên bề mặt của nó. Nhưng rất tiếc, trong công trình nghiên cứu lần này, các nhà khoa học chưa đưa ra bất kỳ một thông số hỗ trợ sự sống nào của ngoại hành tinh. Hải Yến hy vọng rằng trong tương lai các nhà khoa học sẽ có thêm những quan sát và phân tích kỹ hơn về ngoại hành tinh này. Trong nghiên cứu mới mà nhóm các nhà khoa học đưa ra, họ không thể phát hiện hành tinh này bằng phương pháp quan sát trực tiếp, thậm chí họ cũng không thể phát hiện ra nó bằng phương pháp quá cảnh hay vận tốc xuyên tâm. Bởi vì có lẽ nó nằm ở khoảng cách rất xa, nên khi quan sát từ trái đất, các nhà khoa học không ghi nhận được sự tương tác của hành tinh với ngôi sao chủ. Thay vào đó, các nhà khoa học phát hiện ngoại hành tinh này bằng phương pháp trọng lực vi phân. Đây là phương pháp phân tích ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi bị bẻ cong và tập trung bởi trọng lực khi một hành tinh đi qua giữa ngôi sao và kính viễn vọng quan sát từ trái đất. Theo nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, các vật thể có khối lượng lớn có thể làm cong kết cấu của không gian. Hiệu ứng này khiến ánh sáng bị biến dạng và thay đổi hướng khi bị ảnh hưởng trọng lực bởi một vật thể lớn như một ngôi sao hay một hành tinh. Và các nhà khoa học căn cứ vào sự bẻ cong ánh sáng này có thể tính toán được sự xuất hiện của các ngoại hành tinh.
Như mô phỏng trên màn hình, bạn có thể thấy, để thực hiện được phương pháp này, các nhà khoa học cần sử dụng ánh sáng rất lớn từ một ngôi sao xa hơn làm nền. Các tia sáng từ ngôi sao xa đó uốn quanh các ngoại hành tinh và sau đó là ngôi sao chủ của ngoại hành tinh. Chính sự uốn cong này các nhà khoa học có thể tính toán được trong ngôi sao đó có sự xuất hiện của hành tinh hay không. Với ngoại hành tinh mới được phát hiện này, các nhà khoa học đã kết hợp các quan sát trọng lực vi phân được thu thập bởi hai cơ sở, thí nghiệm thấu kính hấp dẫn quang học có trụ sở tại Ba Lan và mạng lưới kính viễn vọng Hàn Quốc, bao gồm bộ 3 thiết bị tại Chile, Nam Phi và Australia. Tính đến nay, trung bình mỗi một năm, các nhà khoa học có khoảng 3.000 kết quả của phương pháp trọng lực vi phân. Nhưng chủ yếu những kết quả đó phát hiện ra các ngôi sao đơn lẻ, còn tổng các hành tinh được phát hiện bằng phương pháp này, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện ra khoảng 90 ngoại hành tinh. Qua đây, chúng ta có thể thấy, việc tìm kiếm các ngoại hành tinh bằng phương pháp trọng lực vi phân gặp khá nhiều khó khăn với các nhà khoa học. Như Hải Yến đã trình bày ở trên, ngoại hành tinh mới được phát hiện xoay quanh ngôi sao chủ ở khoảng cách đâu đó giữa Kim Tinh và Trái Đất. Sở dĩ các nhà khoa học không phát hiện được ngoại hành tinh này bằng việc ghi nhận sự tương tác hấp dẫn của nó với ngôi sao chủ, có lẽ bởi vì ngôi sao chủ của nó quá mờ nhạt và nhỏ bé. Với chúng ta, ngôi sao chủ OGLE-2018-BLG-0677 là một ngôi sao rất mới. Nhưng với các nhà khoa học, đây là một ngôi sao được phát hiện lần đầu vào năm 2018. Từ lúc phát hiện ra ngôi sao này, nó không được các nhà khoa học chú ý đến. Nhưng Hải Yến chắc chắn rằng, sau công trình nghiên cứu này, ngôi sao sẽ được các nhà khoa học quan tâm nhiều hơn. Theo nhóm nghiên cứu, ngôi sao chủ mà hành tinh xoay quanh có thể là một ngôi sao lùn nâu. Đến đây chắc nhiều bạn sẽ hiểu được rằng tại sao ngoại hành tinh không được phát hiện bằng phương pháp quá cảnh hay vận tốc xuyên tâm rồi đúng không? Bởi vì như các bạn đã biết, sao lùn nâu là những ngôi sao có kích thước và khối lượng rất nhỏ. Khối lượng của chúng chỉ đủ để duy trì các phản ứng tổng hợp hạt nhân đốt cháy hydro ở trong lõi. Chính bởi vậy, với những ngôi sao lùn nâu ở cách xa Trái Đất, để phát hiện ra nó đã là một điều hết sức khó khăn với các nhà khoa học. Có lẽ vì lý do này mà các nhà khoa học không thể đo được tương tác của hành tinh với ngôi sao chủ. Theo tính toán, ngôi sao lún nâu này có khối lượng rất thấp, nó chỉ bằng khoảng 12% khối lượng của mặt trời, tức nó có khối lượng vào khoảng 2,39 x 10 mũ 29 kg. Tuy rằng so với mặt trời và các ngôi sao khác thì nó rất nhẹ, nhưng với khối lượng này, nếu đem so sánh với Trái Đất thì nó gấp khoảng 40.000 lần khối lượng của Trái Đất. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Cuộc săn lùng các ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời luôn đòi hỏi các nhà khoa học phải có những quan sát tỉ mỉ, sử dụng những thuật toán phức tạp mới phát hiện ra được các ngoại hành tinh xa xôi. Khi xét đến chỉ số sinh sống của một ngoại hành tinh, điều quan trọng nhất có lẽ là bầu khí quyển của nó. Và mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một kỹ thuật mới nhằm tìm kiếm khí oxy trong khí quyển của các ngoại hành tinh. Trong một nghiên cứu mới được công bố cuối năm 2019 trên tạp chí Thiên Văn, các nhà khoa học thuộc Đại học California đã mô tả phương pháp thăm dò này dựa vào những tín hiệu mà các phân tử oxy va chạm với nhau tạo ra. Khi các phân tử oxy va chạm với nhau, chúng ngăn chặn một phần quang phổ ánh sáng hồng ngoại mà một kính viễn vọng có thể quan sát được. Như vậy, bằng cách phân tích điều này trong ánh sáng, các nhà khoa học có thể xác định thành phần của khí quyển tại hành tinh đang được quan sát. Căn cứ vào những dấu hiệu này, giúp các nhà khoa học có thể phân loại được những hành tinh có thể hỗ trợ sự sống hoặc là không. Hy vọng rằng đến năm 2021, khi kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đi vào hoạt động, các nhà khoa học có thể quan sát và phân tích kỹ hơn về bầu khí quyển của ngoại hành tinh này. Hải Yến hy vọng rằng trong một tương lai không xa, nhân loại sẽ tìm ra được những ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên siêu Trái Đất, hành tinh mới được phát hiện, OGLE-2018-BLG-0677LB. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.